Anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh ngay trước khi nguội làm. Tôi thì đã gia nhập FPT Telecom hay FPT 15 năm rồi. Và 10 năm trước thì đúng ra là 13, 12 năm trước thì năm nào tôi cũng tham dự hội làng. Từ những khi lê lết ở sân 89 Láng Hạ rồi sang sân quần ngựa rồi ở khắp mọi nơi. Thì tôi thì cũng rất tiếc là tôi cũng đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008. Và từ đấy đến nay thì tôi cũng chưa được một lần nào được dự hội làng. Thì khi chuyển công việc và gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người đều hỏi tôi là anh có cái cảm nghĩ, cái suy nghĩ gì về những ngày Tết? Bởi vì Tết là cái thời điểm mà để mọi người nhớ về nhau nhiều hơn. Thì tôi có trả lời mọi người rằng là yêu thì yêu Sài Gòn nhưng mà nhớ thì nhớ Hà Nội. Thì với những người con mà sinh ra và lớn lên và lập nghiệp ở Hà Nội mà phải đi xa như chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn mong nhớ canh cánh về cái ngày hội làng, nơi mà được cùng uống ly rượu, cùng ăn miếng bánh chưng, thậm chí có thể ngồi ở trên báo hay ngồi ở trên chiếu lê lết bò lăn bò toài với nhau nhưng rất là vui. Và khi đấy thì cái tình cảm mà làm cho mọi người gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và gần như quên đi những cái khó khăn trong năm vừa qua và có cái thời gian ngồi lại để ôn lại những cái lịch sử, những cái kỷ niệm. Thì rất tiếc là tôi không tham dự được cái buổi hội làng chiều ngày hôm nay bởi vì phải về thành phố Hồ Chí Minh có một chút việc. Thì tôi thay mặt anh toàn thể cán bộ công nhân viên của FPT Telecom xin kính chúc tất cả các anh chị em của FPT có một bữa tiệc tất niên và hội làng theo truyền thống thật là hạnh phúc, vui vẻ và đầm ấm. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh ạ.